nằm trong chương trình từ thiện chia sẻ kết nối yêu thương của cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Vừa qua, điểm trường Nà Nội, trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên đã được khánh thành. Điểm trường Nà Nội đóng trên thôn bản đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, giao thông đi lại khó khăn. Trải qua hơn 20 năm sử dụng, cơ sở đã xuống cấp trầm trọng, lớp học không đủ ấm về mùa đông và rột nát khi có mưa gió, không đảm bảo an toàn cho thầy cô học sinh khi lên lớp. Thị trấn Tân Uyên không thuộc đối tượng được đầu tư xây dựng phòng học mới, kinh tế tại địa phương còn có nhiều khó khăn. Tại bản Nà Nội, nhân dân hầu hết là người dân tộc Hơ Mông, 87,3% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Do vậy, việc có kinh phí để xây dựng điểm trường trên là vô cùng khó khăn. Trước tình hình thực tế trên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Lai Châu làm chủ đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học điểm trường Nà Nội, trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Công trình có quy mô xây dựng nhà lớp học 3 phòng, trang bị thêm các thiết bị bàn ghế và các hạng mục phụ trợ bằng nguồn đóng góp từ các ngày lương của cán bộ công nhân viên tổng công ty.